cưa thạch cao có thể cắt thạch cao cứng như đá, nhưng tại sao lại không cắt vào tay người? Đúng là thiên tài mới nghĩ ra. Bạn có bao giờ bị bó bột chưa? Lúc tháo bột, bác sĩ tháo bằng cách nào? Có phải là dùng một cái cưa trông cực kỳ bén với những lưỡi cưa sắc nhọn cưa xuống cắt đôi lớp thạch cao hay không? Vậy bạn có bao giờ hết hồn khi các bác sĩ dí cái cưa đó vào tay bạn? Nhưng mà bất ngờ thay, dù có thể cưa đứt được cả thạch cao cứng như đá, nhưng lưỡi cưa lại chẳng hề làm tổn hại gì đến bạn. Máy cưa lúc đó có hai lưỡi dao nhỏ, sắc bén, dùng chuyển theo hai chiều khác nhau nhanh chóng. Nó không quay xung quanh như một cái cưa tròn. Trên bề mặt vững chắc của thạch cao hoặc sợi thủy tinh, cưa đúc sẽ cắt xuyên qua vật liệu. Lấy ví dụ khi cưa bóng, một quả bóng mềm sẽ có độ đàn hồi khiến lưỡi cưa khi nhấn vào sẽ trượt theo độ đàn hồi của mặt bóng. Còn với quả bóng cứng, khi lưỡi cưa nhấn xuống, mặt tiếp xúc không có đủ độ đàn hồi khiến cho lưỡi cưa trực tiếp cưa thẳng vào bóng và bóng nổ. Tương tự với da người có độ đàn hồi như bóng nên khi lưỡi cưa tiếp xúc sẽ chỉ sượt qua da mà không để lại thương tích. Vậy nên hãy yên tâm khi các bác sĩ cưa đôi thạch cao nha. Nhưng mà cũng đừng gồng cơ lên cho cứng, vẫn có nguy cơ bị xây xước tay đấy. Tốt nhất là hãy nghe theo chỉ dẫn của các bác sĩ khi bước vào phòng khám nếu ở trong trường hợp phải cưa thạch cao nha. Các bạn cảm thấy thông tin này như thế nào? Chia sẻ cùng Tin Nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện kỳ thú.